bạn hôm nay là buổi sáng ở resort Sách Hiêu ha. Mình sẽ ăn sáng tại nhà hàng, tại resort luôn. Xong rồi mình sẽ kiếm một chỗ nào đó mình đi tham quan nữa. Có thể là Lao Chải Tả Văn và còn một cái nữa mình quên tên, lát mình research lại. Thì xong ăn coi như đi chơi rồi xong hết là mình trưa mình trả phòng là mình chiều 4 giờ mình sẽ đi quay về Hà Nội ha. Bây giờ mình đi ăn sáng các bạn. Salad. Thử coi. Ngũ sắc này các bạn, mình cũng nghe người ta giới thiệu là trên vùng đồi núi này có cái món này đặc biệt lắm nha. Sẽ dùng bữa sáng các bạn. Đây là cái xôi ngũ sắc nè. Mình lấy mỗi thứ một ít thôi. Mình ăn thử cái món này ngon rồi mình ăn thêm ha. Mình có rắc một ít muối, muối vừng á, muối mẹ. Chứ hôm qua mình đi qua cái khu vực mình trang trải á, có cái đặc sản cái gạo là gạo sáng cù. Nghe chị khách trong đoàn cũng mua ở thành phố Hồ Chí Minh đòi có 90.000 nữa, nhưng mà ở đây bán có 25.000 các bạn, 20-25.000 khỏi xô ngũ sắc nè. Cái nếp nó rất là dẻo mà nhìn nó màu sắc rồi mà bắt mắt các bạn, nhìn nó đẹp lắm. Rồi còn cái muối mè người ta làm rất là vừa ăn luôn, mặn mặn ngọt ngọt á, rất là ăn rất là ngon. Làm mà một tiếng các bạn, lạ ghê, cứ ăn với lợn muối mè luôn nè. Còn cháo thì mình có nhiều vị mình mix vô nè, nó có 4-5 vị lợn tôm rồi giống như cải thảo vậy á, rồi đậu phộng nữa, nhìn thấy ngon. Còn này bánh ngô nè, chúng mình sang thử, rồi há cảo rồi salad rồi, còn còn nhiều món lắm, mình chỉ mới lấy một ít thôi. Sau khi ăn sáng khách sạn xong thì mình sẽ tới homestay garden, giống như là ngôi nhà bí mật vậy á các bạn, khu vườn bí mật vậy á, ở địa chỉ là 056 Violet nha, ở Sapa. Thì nói chung là hôm nay thì mình tham quan một vài điểm thì mình sẽ đi về rồi. Mình bây giờ mình mời các bạn nha, trong này là vé 80.000 là vào tham quan chụp ảnh và có một phần nước luôn. Mình mời các bạn đi với mình nha. Chào các bạn, sau khi mình tham quan cái garden homestay xong thì mình dạo thêm một vòng ở thành phố Sapa nè.
à, thị trấn chứ hả? Thị trấn Sa Pa. Rồi chút xíu nữa mình về khách sạn mình ăn trưa xong rồi nếu mà có thời gian thì mình sẽ đi Lao Chải rồi mình sẽ lên xe và về Hà Nội lại nha. Thì cái này là cái không gian coi như là của Sun Plaza vào ban sáng nè. Rồi cái khu vực bên này là Trợ Tình vào buổi sáng nè, bên kia là có cái nhà thờ đá các bạn. Bữa giờ là cũng định đi qua bên đó check in được rồi mà đông lắm. Thứ bảy chủ nhật ở trên này đông kinh khủng luôn. Ở đây là BP Hotel Spa nè, chỗ cái điểm cũng check in thường nè. Còn cứ phía đi xuống cái dốc của cái Sun Plaza đó là sẽ là cái Delay Couple. Xin chào các bạn, đây là nhà thờ đá của Sa Pa nè các bạn. Thì cái điểm này thì rất là nhiều du khách muốn tới tham quan và coi như chắc có một cái lịch sử á. Ở đằng đó có một cái bảng để mà nói về cái nhà thờ đá này nè các bạn. Lại nha. Nói chung là tại vì mình không phải là đạo Thiên Chúa nên mình cũng không có rành nữa. Chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ ăn trưa ở resort Rich Hill. Cái này là set menu trưa của hai chồng mình, do khách sạn ở đây có cơm nữa các bạn, do khách sạn làm sẵn nè các bạn. Đây là cá hồi chiên giòn, thịt ngựa nè các bạn, cái bài thịt heo nữa nha, thịt ngựa sốt tiêu xanh và canh cải, trứng chiên, salad trộn dầu giấm và cơm trắng ha. Bây giờ mình ăn xong rồi mình sẽ tắm rửa xong rồi để mình trả phòng mình đi về Hà Nội luôn ha. Rồi mình về sớm hơn, nó đã bắt đầu mình định về lúc 4 giờ chiều. Nhưng mà bây giờ mình cũng chơi hết ở Sa Pa, thật sự là mình thấy Sa Pa nó cũng nhỏ thôi các bạn. Nó không có nhiều điểm mà như cái Đà Lạt mình. Còn cái nó nổi bật được là một cái là cái Phan Xi Păng. Nó có cái cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng là nổi bật nhất của Sa Pa đó các bạn. Vậy nha các bạn.